Rồi, chào mọi người nha. Rồi, hôm nay cũng là cuối năm ha, ngày cuối năm. Thì bây giờ cũng giờ này cũng 11 giờ rưỡi rồi, 11 giờ rưỡi khuya ha. Thì là hơn nửa tiếng nữa thì sẽ bước qua năm mới. Thì mình cũng chúc anh em có một năm mới làm ăn phát đạt ha, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng nha. Rồi mình chúc đến các quý khách hàng và các anh em đồng nghiệp nha. Đó, làm ăn phát tài ha. Rồi. Rồi ở đây là cái mẫu 12 feet IRBT nha. Cái mẫu này mình bán dẫn và cái giá cũ là 2 triệu nha anh em. Thì máy này là mình giao cho một khách quen. Đó, khách cũ của mình ha, đã sử dụng máy máy 10 feet IRBT của mình rồi. Đó, cái mẫu 10 feet ha. Rồi sau này mình làm cái mẫu 12 feet. Thì máy này là máy của anh Lực ở Cần Đước, Long An ha. Thì mình cũng tranh thủ mình làm, ngày mai mình có về quê vợ thì cũng gần ở Cần Đước đó. Ở Gò Công thì mình ở gần đó, mình chạy qua cũng khoảng vài cây số nữa, khoảng chục cây số nữa là tới tới thị trấn Cần Đước ha. Rồi mình hẹn anh ra đó lấy máy luôn đó. Mình có được gọi cho anh hồi chiều rồi thì mình tranh thủ mình ráp cho anh luôn máy này, anh đánh bộ. Rồi đánh bộ thì máy này đánh xuồng được luôn, thì nói chung là độ sâu từ 2 mét đến 2 mét rưỡi đối với sông nhỏ nha. Máy là tầm trung đánh những cái kênh rạch mương nhỏ rồi. Rồi thì máy này mình sau này thiết kế là bằng cái bo này mình là lắp ráp nha, chứ không phải bo Trung Quốc nữa, nó cũng tùy theo thôi. Rồi thì cũng là cái mẫu về thôi. Thì mình có làm hơi khác một cái là nút nút xanh dương này là nút chỉnh đu ti bật qua tới số 10 luôn, dặn qua tới số 10 là nó thành đánh lì nha. Còn còn cái máy trước của anh là bật tắt công tắc về số 0, còn cái này là nút chỉnh đu ti thì nó cũng như đu ti kia, mà có cái là mình dặn qua tới số 10 là thành đánh lì thôi. Rồi nút này chỉnh mạnh yếu, giật giật mát. Rồi cò bóp ở quầy sau luôn, cò bóp rồi ha. Mình lát mình gắn cho anh cái cò bóp 2 mét đó, cái này anh đặt cho anh của anh nha. Đó, đặt mình hồi chiều hôm qua có khách nhà nhậu xỉn rồi, phải sáng phải gọi cho anh hồi chiều mới gọi cho anh lại xác nhận mà mình mới làm nha. Đó, mình làm từ 5 giờ chiều mình tới cho tới tới giờ này luôn. Máy mình cân chỉnh đồ lâu lắm nha, chứ không phải làm một cái máy đơn giản làm lẹ, làm vô hộp chạy là ấy nha. Mình phải test kỹ càng trước khi giao tới tới anh em nha, tránh tình trạng là máy bị trục trặc rồi mình bảo hành cực khổ mình nữa, với mất công mất thời gian cho hai bên nữa đó. Mình làm đâu đó là phải kỹ lưỡng nha, chứ không phải làm mà tào lao đó. Anh em thấy máy ha, máy thì mình có gắn relay nhiệt đó, bảo vệ máy rồi cho anh em đầy đủ hết ráo luôn. Rồi bây giờ mình test máy nha. Thì mình test với cái nguồn thì mình bật lên cái nguồn này nó chạy, để cái nguồn mình mới gắn đỡ rồi, còn cái bình của mình bị hư rồi đó. Mình gắn cái nguồn này thì cái quạt nó hơi ồn, anh em thông cảm ha. Mình đó, bật bật quạt quạt máy thì nó chạy Euro rồi, nhưng điều cái nguồn thì nó kêu hơi to, nguồn mình chưa thay quạt. Hỏi mình có thay quạt rồi mà cái quạt nó hơi nó chạy hơi mạnh, nó nên ồn, mình sẽ thay lại cái quạt khác để test máy cho anh em nghe tiếng nó rõ hơn. Rồi trước khi mình đánh thì mình bóp nạp còi cho nó nha. Nói chung máy mình á là nhấp vào tay nhanh rất ok nha. Đó, chứ không có mình không thích xài bo lái Trung Quốc, có cái là cái độ trễ nó khoảng nửa giây à, nhấp cò tay là nhấp nhanh được hết ráo nha. Đó. À, tăng lên ổn đô ti nè, mạnh yếu nè. Dạt qua đây là lì luôn. Đó, nếu mà đánh tổng hợp thì để khoảng hướng 3 giờ lúc này, giờ chỉnh này mạnh yếu. Đó, máy mình cân cân chỉnh rất là kỹ ha.
đang tải 1000W, nói chung giờ mình chỉ test vậy thôi chứ giờ này tải bóng đèn nhiều bài vẽ nữa mệt lắm. Đây là mình đang cho nó mang tải 3kg nha anh em, rất là ổn dòng nha, rất là nhạy luôn. Nói chung máy này làm đánh còn không mặn bao nhiêu nha. Ở mình đang cho mang tải 7kg, 2, 4, 6, 8kg. Đó, tải nặng thì nó kêu hơi nhỏ, nhưng đều xuống nước đánh thì nó sẽ kêu lớn nha. Cái lo này mình gắn kêu còn không có lớn cho máy nữa, cũng vừa tầm đủ nghe ha. Với cái quạt của nguồn nó chạy nó lấn ha. Đó, thì ngày mai mình có về sẵn mình chạy qua mình giao cho anh luôn. Rất là mát nha. Nói chung cái rò le này mình gắn cái rò le 75 độ thì chạy 75 độ là tay rò không được á. Máy rất là mạnh nha. Máy này chạy áp cao. Rất là mạnh nha. Rồi, thì anh em nào cần thì liên hệ mình nha. Liên hệ mình với số chính là 07 999 33977 nha. Rồi, gặp mình Tinh Duy. Rồi, em chào tạm biệt mọi người nha.